Ở nửa sau của phim, bí mật về thành phố Shibuya cũng như phòng thí nghiệm bên trong nó đã dần được hé lộ. Một kẻ được giam giữ từ rất lâu sở hữu nguồn sức mạnh đối ngược với Tendo là Soji Kusakabe. Hắn ta cũng sở hữu một vật phẩm tương tự như Kabuto Zetter, được gọi với cái tên Dark Kabuto Zetter. Nếu tông màu của Kabuto Zetter là đỏ cùng với những chi tiết bạc, thì Dark Kabuto được điểm tô bằng hai màu của những Dark Rider ở thời điểm đó là đen cùng với lại những chi tiết đỏ trên khắp cơ thể. Phần sân của Dark Kabuto có tông màu chủ đạo là bạc. Phần dưới của nó cũng tương tự như Kabuto là phần màu vàng để thực hiện động tác Scat Up chuyển hóa hình dạng Rider Form. Tất cả mọi chi tiết của Dark Kabuto đều tương tự như Kabuto Zetter, chỉ khác là phần màu sắc và đôi mắt của nó được thể hiện bằng tông màu xanh. Những khả năng còn lại như sử dụng sừng để tấn công, bay lượn hay chuyển hóa thành hình dạng Rider cũng như đòn Rider Kick đều thực hiện tương tự như hình dạng của Kabuto. Đúng là một bản clone thứ hai của chính chiếc Zetter đại diện cho bộ phim.